sau khi nói chuyện sao? Thôi, đừng có nói đi vậy đó. Đây em. Gì ba yên đi. Cho chết. Thôi. Chưa. Tao đang quay phim mà nó nói gì hết. Nó ghi âm vô đây luôn nói hoài. Thả con kia ra đi cho chơi luôn. Vì bà thả nó luôn. Chứ gì vậy? Dẹp nhìn. Thả dậy đi cho nó xong. Để gừ hoài tới chiều à. Cày móng tay thôi. Vô đi, cậy nó. Bay nó vào trong đổ máu rồi. Ai biểu. Vô, vậy đi. Cho nó quýnh chết cha đi. Đen mặt bôi mệt lắm bạn. Nó không là gừ tới chiều luôn á. Đừng có can cái gì đó. Em bị cắn hết rồi, la ngoài nó bị bia cắn sắp thế bị nặng nào bật ngửa thằng đó luôn à. Ông bên là quá cười quá bị cắn đau đó là nhưng mà tối ôm nhau ngủ ba thằng giờ cắn vậy cũng là chó. Cứ để đi chờ xem ông bên nó chưa nè ngon mình cắn nát nước luôn. Quấn tiếp. Đặng sao nó lại thằng đi thì kể nghe cái chị thằng Ben nghe chuyện trước tiên. Không phải thằng Ben nghe chuyện bọn thằng Ben không bao giờ nghe chuyện. Thằng Ben vừa trên kia chạy xuống bình bia qua Hàn Quốc nhau liền. Bia đang trên cầu thang chạy xuống. Ben là thằng người đầu tiên. Thằng tao thằng Bia chạy đi kiếm tao với tao đi xuống thằng Ben đi xuống đó. Ben đi mới chạy lên nửa cầu thang là đâm đầu chạy xuống đâu thằng Bia.